Hello anh em, hôm nay rảnh rỗi đi phỏng vấn mấy ông thợ làm xe này cái. Xem là... Chào chủ tịch. Này là Mazda. Con xe chuyên bị đánh ghen đây. Đấy, anh em thấy không? Xinh lắm à? Nói chung thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là đi xem, cứ đi xem anh Năm là có bồ đâu. Nhưng mà đợt này làm xe anh Năm nhiều phết mà. Ừ, thì đợt này đấy, ngày nào chẳng làm, đến ngày nào chẳng một hai con xe anh Năm làm. Riêng Mazda là rất là nhiều. Mazda sinh năm 2024 thì theo anh nhiệt độ gì? Nếu như mà theo mình nhá, đã làm xe rất là nhiều nhá. Cái đầu tiên thì anh em nên trang bị trong cái mùa hè nắng nóng này. Nếu mà lấy vào cái thời điểm này, anh em nên dán ngay cho mình một bộ phim cách nhiệt chính hãng và dòng tốt, xịn để chống nóng tốt, bảo vệ làn da, chống tiêu UV các thứ. Nhưng mà nói thật là cái phim của hãng dòng này, dòng Mazda này công nhận là nó hơi kém thật, bởi vì là cái nếu như anh em mình làm nhiều nhất, làm mà bóc đi dán lại nhiều nhất chắc chỉ Mazda nhỉ. Ừ, nếu mà dán đi nhiều nhất bây giờ chắc chỉ Mazda. Nếu mà em chủ tịch của Mazda này, chủ tịch em mua con xe cả tỷ bá tặng sim phim 3M luôn cho mấy ông như anh chết đói luôn, không có việc làm. Ừ. Đấy, các bác đang mà đi con xe Mazda này nhá, các bác cứ để ý xem. Các bác đi tìm rất là nóng. Mà thật ra là đi mà nóng như thế thì em cách Mazda chỉ có khoảng 500m về bên trên này thôi, hướng trên này thôi. Đấy, các bác mà mua xe Mazda là lên ngay em test thử cho các bác ngay cái dòng phim 3M này. Đảm bảo các bác là thứ nhất là về độ riêng tư và thứ hai là về độ cách nhiệt. Đảm bảo các bác là đứng đầu về thị trường luôn. Thế ngoài phim cách nhiệt thì còn làm gì nữa nào? Con này độ gì nào? Là quay giới thiệu đây, cho anh nhé. Nếu như con này nhá, con này là đang làm full gắn bó bên mình đây. Gắn bó bên mình đây. Đầu tiên anh em nhìn thấy cái núm núm này không? Anh em thấy cái núm núm là cái gì không? Bình thường nhé, các bác phải bỏ ra khoảng 20 triệu để nâng cấp cam 360 đúng không ạ? 5 củ rưỡi các bác làm ngay bộ cam 3 mắt tích hợp vào màn hình zin này. Mà lại có luôn này, một mắt cam này. Đây. Hai mắt cam này. Đấy. 3 mắt cam này và một cái mắt cam đùi của các bác nữa là 4 mắt cam, cho bác xin nhàn bên nào có bên đấy nha. Đấy là cái thứ nhất. Phim thì em không nói rồi, đây là phim đang dán rồi này. Tiếp theo là các bác để ý này, cái nhựa bóng này của các bác này rất là hay bị xước, thì trang bị ngay một bộ PVF nội thất, dán vào như không dán, các bác nhìn thấy không ạ? Đây là em đã dán rồi nhé mà các bác không nhìn như không biết luôn. Đấy. Tiếp theo các bác trang bị cho mình cái gì ạ? Một bộ sàn nhựa. Đấy, bộ sàn nhựa như này thì nó vừa thẩm mỹ, vừa sạch sẽ, nước không xuống được ở dưới cái sàn của bác, và các bác muốn vệ sinh các bác chỉ nhấc ra thôi. Ok, và tiếp theo một cái thứ không thể thiếu nữa, đó là cái gì đấy ạ? Bộ camera hành trình nhỏ gọn như thế này thôi. Các bác biết của hãng gì không ạ? Việt Map có hỗ trợ cảnh báo giao thông nhá. Và tiếp theo của cái chiếc xe này là còn nâng cấp cái gì nữa? Các bác đi mà thủng lốp mà không biết đúng không? Trang bị ngay em bộ này. Cảm biến áp suất lốp, hiển thị số cân, hiển thị nhiệt độ của lốp, lốp nóng quá báo, lốp non quá báo cho các bác biết, báo từng bánh luôn. Rất là hiện đại, rất là tốt luôn. Đấy. Và màn hình zin của xe thì đã ba không có gì đúng không ạ? Cắm ngay cho em bộ Android Book nữa, biến màn hình zin thành màn hình Android. Đấy, chỉ có như thế thôi. Là các bác xe của các bác biến thành bản full rồi. Đầy đủ mà cái chi phí nâng cấp rất là hợp lý. Còn các bác nâng cấp ở đâu ạ? Ê, anh ơi, nâng cấp Mazda thì nâng cấp ở đâu? Nếu mà anh em mà ở quanh khu vực Thái Nguyên nhá, mà cần làm đội Mazda ấy, thì ngay qua ngay Akara Thái Nguyên anh em nhá.